Lễ hội Sa Giang Va hay còn gọi là lễ hội mừng lúa mới của đồng bào dân tộc Chơ Ro, xã Xuân Thiện, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai được tổ chức hàng năm vào tháng 3 âm lịch. Đây là lễ hội được bảo tồn và phục dựng lại trong hơn 10 năm nay. Lễ hội được tổ chức gồm hai phần, phần lễ và phần hội. Trong đó phần lễ là nghi thức cúng thần lúa được bà con tổ chức rất trang nghiêm. Theo quan niệm của đồng bào dân tộc Chơ Ro, tín ngưỡng nguyên thủy của dân tộc Chơ Ro là thờ đa thần, mọi vật đều có linh hồn. Một trong các thần được người Chơ Ro xem trọng nhất là thần lúa, hay còn gọi là gian lúa, được người Chơ Ro cúng theo định kỳ vào tháng 3 âm lịch hàng năm. Đây là nét sinh hoạt văn hóa độc đáo của người dân tộc Chơ Ro. Đối với đồng bào, tuy rằng nó xa cách hai ấp, nhưng vẫn tham gia đầy đủ để những lễ hội cho thành công. Thì tất nhiên là một năm thì chỉ có một lần, thì chúng tôi cũng mời là đồng bào đến là rất đầy đủ. Thì chúng tôi cũng thứ nhất cũng cảm ơn Đảng và Nhà nước đã quan tâm cho đồng bào dân tộc chúng tôi làm được căn nhà để nhà cộng đồng để chúng tôi sinh hoạt hàng năm. Nói chung là hàng năm nó riêng cả không hàng tháng, hàng quý để chúng tôi để sinh hoạt, vận động đồng bào tham gia các tuyên truyền để như là tuyên truyền phòng chống tai nạn xã hội. Sau một thời gian dài là bị mai một, là không có điều kiện, thì từ khi xây dựng cái nhà văn hóa Chơ Ro này thì bà con đã khôi phục lại cái lễ hội Sa Giang Va mừng lúa mới này. Thì thông qua cái lễ hội thì cũng tạo được một cái sân chơi cho bà con cũng như các cái thanh thiếu niên là người đồng bào dân tộc Chơ Ro, để nhằm từ đó để là bảo tồn cũng như phát huy các cái giá trị văn hóa truyền thống trong đồng bào dân tộc Chơ Ro. Bà con tập trung đông đủ tại nhà văn hóa dân tộc Chơ Ro để làm lễ cúng thần lúa. Mâm lễ vật gồm rượu cần, gà luộc, bánh ống, cơm lam, bánh dày, bánh kẹp là những lễ vật không thể thiếu trong nghi thức cúng thần để tạ ơn vụ mùa màng bội thu và cầu mong một vụ mùa mới mưa thuận gió hòa, cây cối được tốt tươi. Sau phần lễ là các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ, trò chơi dân gian như đẩy gậy, bắn nỏ, đập niêu. Hàng năm tổ chức như vậy thì tôi cũng cố gắng đến để thúc giục các chị em ở trong làng cố gắng đoàn kết những ngày lễ hội như vậy. Mình cố gắng đôn đốc các chị em để mà có cái phong trào, cầu mong cho mưa thuận gió hòa, bà con luôn mạnh khỏe để làm ăn nó tiến tới hơn. Xã Xuân Thiện hiện có 440 hộ đồng bào dân tộc Chơ Ro với hơn 1,3 ngàn người. Trong những năm qua, đời sống vật chất, tinh thần của bà con trong xã không ngừng được nâng lên. Tỷ lệ hộ nghèo hàng năm đều giảm, hiện chỉ còn 18 hộ nghèo, cận nghèo. Việc tổ chức lễ hội Sa Giang Va không chỉ để bảo tồn, xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc theo tinh thần nghị quyết Trung ương 5 khóa 8, mà đây còn là dịp để phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, quốc phòng an ninh tại địa phương.